Và đây là đường bờ hồ của lòng hồ Dầu Tiếng các bạn. Và vợ chồng mình sẽ quay video phần 3 từ cái bờ hồ Dầu Tiếng này về đến chùa Thái Sơn núi Cậu. Và vợ chồng mình xin kính mời tất cả các bạn cô chú anh chị theo dõi hành trình của vợ chồng mình. Phần là phần 3 từ bờ hồ ở Dương Minh Châu và lòng hồ Dầu Tiếng Dương Minh Châu về đến chùa Thái Sơn núi Cậu. Đây là phần 3 của phần đường đi từ chùa Gò Kén, Tây Ninh đến chùa Thái Sơn núi Cậu ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Phần này là phần 3. Mình chạy cặp bờ hồ các bạn. Đường nhỏ mình thấy xe lớn chạy nhiều lắm rồi. Gian lên bờ hồ để tham quan cảnh đẹp rồi. Mình thấy cái đường này không có cấm ô tô. Mình thấy cái đường không có cấm ô tô để mình chạy lên ngắm cảnh đẹp của bờ hồ. Một chút mình cũng chạy lên bờ hồ đó, nhưng mình muốn ngắm chỗ này. Đây mình thấy để tới 30 tấn. Thấy để cái bảng 30 tấn. Xe mình có mấy trăm ký. Đây này các bạn. Bạn thấy đồng hồ Dầu Tiếng chưa? Mình chạy xuống luôn và mình ve ra. Thấy người ta tập kinh cát chứ. Mình chạy một đoạn vô chỗ công trường của người ta rồi mình chạy ra các bạn. Cát người ta chắc như cái núi. Chút mình tìm cách chạy lên bờ hồ nữa các bạn, mua vé chạy lên bờ hồ. Và mình rẽ trái. Tìm cách chạy lên bờ hồ để review cảnh đẹp rồi. Mình đi thẳng thì đập chính. Các bạn rẽ phải thì đi cầu Khởi.
vào khu di tích thì mình thấy cảnh quá chừng. Phải vào khu di tích, khu di tích lịch sử căn cứ Dương Minh Châu các bạn. Khu di tích lịch sử Dương Minh Châu người ta đang xây dựng, và mình tiếp tục mình chạy ra ngoài. Bờ kè này người ta nuôi cỏ các bạn, bờ hồ này người ta nuôi cỏ, người ta để cắm chăn trâu và cắt cỏ, nuôi cỏ để giữ đất nó không bị sạt lở bờ kè. Và người ta xây đúc bê tông từ rãnh để rãnh cho nước mưa chảy xuống, ta làm rất là kỹ các bạn. Bờ đê của hồ Dầu Tiếng, bên phải mình là rừng Bạc Ngàn của khu căn cứ, khu di tích lịch sử căn cứ Dương Minh Châu, rừng Bạc Ngàn các bạn, đập chính 8 km. Mình tìm cách mình chạy vô đập chính các bạn. Di tích lịch sử văn hóa Dương Minh Châu người ta đang xây dựng các bạn, ta bảo tồn rừng Bạc Ngàn. Đây cũng cái cổng của khu di tích lịch sử Dương Minh Châu. Ở đây cũng có cái đường rẽ trái để lên đập nữa các bạn, cũng vẫn để 30 tấn. Phải mình là cánh rừng Bạc Ngàn các bạn, rừng này có lẽ là rừng trồng, mình thấy rất là ngay hàng thẳng lối của khu di tích lịch sử Dương Minh Châu. Thì đường từ núi Bà Đen vào
hướng núi Cẩu Thái Sơn các bạn. Đường rất là liền. Nhưng các bạn chạy phải tuân thủ luật giao thông nha các bạn. Vì mình thấy trên đường lực lượng làm nhiệm vụ rất là nhiều. Đập chính 5 km. Đập chính 4 km. Đường là tỉnh lộ 781 nha các bạn. Tỉnh lộ 781.
tải trọng 20 km/h các bạn. Ở đây người ta cần xe. Suối Ông Hoàng rẽ phải, Hồ Dầu Tiếng đi thẳng, đi thẳng các bạn. Tiến đi thẳng đường DT 781 bên phải. Mình đi thẳng luôn các bạn, đi thẳng vào đập chính. Độ 40. Và ở đây hôm nay người ta cấm không có cho xe dân sự vô các bạn. Và mình đi ra. Chỉ có xe làm nhiệm vụ thôi. Hồi xưa thì mình đi được. Hôm nay người ta không cho đi nữa. Mỗi lần mình mua vé ở đây thì mình đi vô để tham quan đập lòng hồ Dầu Tiếng. Hôm nay người ta không cho vào và mình tìm đường quanh ra hy vọng. Người ta đóng cửa từ hôm trước dịch tới hôm nay chưa có mở cửa. Đi tham quan thì mình đi dọc. Tốc độ đường này là 50 km/h.
rẽ trái các bạn. Mình tiếp tục chạy qua dòng bạn đi thẳng thì các bạn ra Phước Minh. Đường này vẫn là DT tỉnh lộ, đường tỉnh lộ 781 các bạn. Nếu mình đi trên bờ kênh thì từ đó đến chùa Thái Sơn núi cầu khoảng 4 km, còn mình đi vòng cho ra 781 này thì nói 8 km. Đường này rất là cao nha các bạn, hai bên là đất thấp, con đường này rất là cao.
lớn nha các bạn. Dầu Tiếng kính chào quý khách, mình rẽ trái các bạn. Trồng cao su rất là nhiều quá. Chùa Thái Sơn 5 km.
Và phía trước mình là chùa Thái Sơn núi Cẩu các bạn. Và vợ chồng mình xin kết thúc phần 3 từ bờ hồ ở Dương Minh Châu, ở huyện Dương Minh Châu đến chùa Thái Sơn núi Cẩu ở Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Và kết thúc luôn phần đi từ chùa Gò Kén ở Tây Ninh đến chùa Thái Sơn núi Cẩu ở Dầu Tiếng Bình Dương các bạn. Đây là chùa Thái Sơn núi Cẩu. Và vợ chồng mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn cô chú anh chị đã xem hết video của vợ chồng mình. Dạ, xin cảm ơn.